Chào các bạn, mình là Xuân Mai. Bữa nay mình đi vô vườn của đứa cháu, nó trồng bắp với trồng thanh long đây. Mình hái bắp về để mình làm món xôi bắp đây. Thử coi cái hộp nó coi. Cái này là bắp nếp nè. Đó, ngon quá, vậy mình hái cái này được rồi nè. Cái bắp nếp nè. Đó. Cái gầu nó đen vậy là được hết trơn đó. Vậy bẻ thấy không? Rồi con bẻ đi, bẻ coi chừng gãy cái cây nha con, bẻ bẻ dựng cái cây dưới nha, xem nó có con kiến nha. Thôi để con bẻ cái nó gãy cái cây uổng lắm. Mấy cái này đi ha. Bắp mà mới hái về là ngọt dữ lắm luôn nè. Một cây nó mấy trái luôn hả trượt? Vậy hả? Đây. Cái rau nó đen đen vậy là hái được đó phải không? Này bắp nếp nè, mà mới đây. Bẻ về về nó ngọt dữ lắm luôn. Hả? Nó ngọt lắm nè. Hả? Bẻ đi. Vậy nè, rồi dặn cái, rồi ngon quá. Đưa lên cô trái thanh long rồi nè, thiệt là ngon luôn. Rồi. Đây. Đi vô chưa mà Ben ơi, cậu tư đi làm, cậu tư đi làm mà chưa cậu tư về nè. Mình đi vô vườn mình hái bắp. Rồi bây giờ mình sẽ về đặng mình làm món xôi bắp đây. Xôi bắp thì gồm có cái bắp là chánh. Đó. Người ta xôi thì một là bắp nếp, hai là bắp Mỹ. Mình bữa nay mình sẽ phối hợp hai thứ bắp, bắp nếp và bắp Mỹ vàng. Đó. Rồi cái nữa đó là nếp. Xôi với nếp rồi các gia vị gồm có đường, muối, bột, vàng bột bì tinh để thắng nước dừa đó. Và mè chút nữa mình rang để rắc lên. Rồi bây giờ mình sẽ đi rút nếp. Nếp này mình đã ngâm rồi đây. Giờ mình sẽ đi rút để cho nó khô. Rồi vô mình mới lột bắp. Giờ mình rút rồi mình để cho nó ráo nước. Rồi mình mới xác bắp vô. Tại vì trước khi ngâm á mình cũng đã rút nếp cho nó sạch rồi. Bây giờ mình vo lại về nữa là được rồi. Rồi, giờ mình sẽ để cho nó ráo. Bắp mới hái vậy thì mình làm nó ngọt lắm.
lột hai trái bắp vàng. Cái bắp vàng nó bự ghê coi nè. Bắp vàng này là bắp Mỹ. Bắp nếp thì nó béo, nó dẻo, còn bắp vàng này thì nó ngọt. Thành ra mình pha hai thứ lại cho nó ngon, một cái ngọt còn một cái thì dẻo. Cái độ dẻo ngon ghê. Mình hái như vậy là nó ngọt lắm, tại vì bắp của mình nó còn non, nó chưa có vừa ăn hung nè, thành ra nó ngọt lắm, nó có chất sữa đó nè. Bắp này thì người ta có thể làm nhiều món ăn, bắp nướng, rồi bắp nấu. Còn mình này mình làm sôi bắp. Bắp vàng cũng ngon thiệt, ngon, mới hái ra bắp nào nó cũng ngọt á. Bây giờ mình sẽ trộn nếp, nó đã ráo nước đây. Mình sẽ trộn bắp vô với lại nếp. Trộn hai thứ đều lại vậy đây. Người ta xôi theo kiểu thì người ta sẽ nếp sống và bắp sống trộn về.
người ta bắt lên người ta sôi người ta hấp người ta mới rưới nước cốt lên từ từ. Còn mình thì làm theo cái cách của mình là mình trộn dày rồi mình mới bắt nước cốt dừa lên mình thắng, mình để muối vô và mình để bắp và nếp này vô mình xào cho nó rút hết nước cốt dừa. Rồi mình mới bắt cái sửng nước kế bên nó sôi, xào vừa săn hết là mình chút qua là mình hấp liền, là mình không có cần rưới nước cốt gì hết vì nó đã rút vô đó sẵn rồi. Đó, mình làm theo cái cách của mình là vậy. Cốt dừa với lại mình xào vô nếp với bắp luôn. Cái nước cốt đầu tiên là mình để thắng nước cốt dừa cho nó béo nó ngon. Nhấn lửa mình bắt lên để mình thắng nước dừa mình xào nếp đây. Vì cái nồi nước của mình bên đây nó cũng sắp sôi rồi. Xào nếp này thì mình không có để đường. Mình chỉ dặn muối vô thôi. Mình sẽ dặn vô đây một muỗng cà phê đầy muối bọt vậy đây. Rồi cho nước cốt nó sôi lên rồi mình mới để vô mình xào nếp cho nó rút lại hết như là mình xôi lá cẩm rồi này kia vậy đó. Mình làm theo cái cách của mình là nó vậy. Xôi cho nó rút hết nước dừa vô nếp. Rồi mình mới để vô cái sửng mình bắt lên mình sôi. Để mình khỏi rưới nước cốt dừa khi mà mình sôi á. Rồi khoảng hơn nửa tiếng thì mình dở nắp ra. Mình xả hơi một cái. Mình đậy nắp mình sôi tiếp lại. Sôi khoảng hơn một tiếng là nó chín. Bây giờ nước mình bên đây nó cũng bắt đầu nó sôi rồi đó. Giờ cho nước cốt nó... Cái cốt dừa này cho nó sôi lên đi mình để nếp với bắp tới giờ mình xào. Nước cốt nó đã sôi bây giờ mình để bắp và nếp vô để mình xào. Xào cho nó rút hết cái nước cốt này đây. Rồi mình mới xúc vô sửng để mà mình sôi. Không có rưới vậy mà mình xào cho nó rút vô luôn như vậy. Rồi mình chỉ bắt lên mình sôi thôi. Mình khỏi rưới nữa. Mình sôi cái này là hai thứ bắp, một cái dẻo và một cái ngọt. Bắp nếp trắng thì nó dẻo, còn bắp vàng thì nó ngọt. Xào về mà cái mùi bắp thật là thơm luôn. Với lại bắp mình mới hái vậy nè, ngọt lắm. Nó rồi đó. Giờ mình bắt đầu nhắc xuống. Rồi, nó đã khô, giờ mình nhắc xuống đây. Mình sẽ để lên cái sỉnh này, mình xúc cái sỉnh này. Xúc vô cái sỉnh vậy mình bắt lên nước sôi liền này. Bây giờ mình sẽ còn cái phần giải đây. Rồi, giờ mình sẽ bắt lên mình sôi liền. Vàng nóng.
lên cái thì sức ở này. Rồi, sẽ bắt lên. Mình bắt lên thì mình phải chỉnh lửa cho thật là lớn luôn. Đây là nước cốt để mình pha đặng ăn bắp ở đây. Cái này mình sẽ để vô một muỗng rưỡi cà phê muối bọt vậy đây. Đó. Cái này thì mình cho 3 muỗng ăn canh, 4 muỗng chứ, 4 muỗng ăn canh đường. Hai muỗng dung bột mì tinh đây. Đó. Mình sẽ khuấy lên đều, rồi mình sẽ đắp lên mình thắng. Khuấy cho nó tan bột ra đều hết thì mình đắp lên mình thắng. Cốt này thì mình cũng phải đảo đều tay về luôn, tại vì mình đã để bột vô một lượt. Mình khuấy để bột vô một lượt vậy á thì nước cốt nó sẽ không bị dừa. Còn nếu mà mình để bột sau á là mình ăn nước cốt nó dễ bị dừa hơn. Mình để bột vô thắng chung thành một rồi. Nước cốt của mình đã xong rồi đây, giờ mình nhắc xuống. Nhắc xuống rồi mình sẽ rang mè. Còn nắm giùm đỡ cái tô mì tinh nó ngon. À. Giờ mình để mè vô để mình rang. Rang mè để hồi nữa mình để lên chan nước cốt lên này, mình rẽ mè, rắc mè lên đó. Cái này là mè trắng. Mè nó đã được rồi đó, nó nổ, nó chín đều hết rồi đó. Bây giờ mình nhắc xuống được rồi. Cho nó giòn một chút nữa vậy đây. Nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi, bây giờ mình dở rồi mình xả hơi, mình thăm cái nè. Đây. Này mình giảm mình xả hơi thôi. Món xôi bắp của mình đã hoàn thành. Các bạn xem thấy thích, hãy đăng ký vào kênh của mình, bấm nút chia sẻ và nút like giùm.
cảm ơn các bạn. Bây giờ Trà mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Này, sơ bắp đây mình xôi hai loại bắp, bắp nếp và bắp nếp và bắp vàng đây. Bắp nếp thì nó dẻo, còn bắp vàng nó có độ ngọt đây. Mình xôi cả hai thứ đó, nóng hổi luôn. Rồi, giờ mình sẽ chan vô một miếng nước cốt. Rồi, mình sẽ rắc vô một miếng mè. Mình đã có một dĩa xôi bắp thật là ngon. Mời các bạn thưởng thức cùng mình nha. Và chào các bạn. Hẹn các bạn ở video kế tiếp.